Theo tin của truyền thông Việt Nam, bãi đậu xe cạnh lăng Vua Khải Định đã được chính quyền Huế cho san ủi mặt bằng, mặc cho sự lo ngại về tính hài hòa, phong thủy với không gian của di tích. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là ông Phan Văn Thải cho biết, đơn vị đang triển khai dự án bãi đậu xe tham quan Vua Khải Định với diện tích gần 5.000 m² tại vị trí vùng bảo vệ di tích. Dự án này đã được Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa. Trước dư luận của giới khoa học và người dân gần đây lo ngại, dự án trên sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan lăng Vua Khải Định, thì ông Hải nhớ lại rằng, theo các tư liệu lịch sử thì vị trí dự án trước đây là nơi tập kết vật liệu xây dựng, nghĩa là khu vực này từng được sử dụng như công trường và nay phù hợp để làm bãi đậu xe. Bên cạnh đó, thì dự án xây dựng bãi đậu xe du lịch lăng Vua Tự Đức sau khởi công đã phải dừng lại để giải quyết việc chủ đầu tư san ủi phần mộ của bà Mỹ Phi, thứ phi của Vua Tự Đức trong khu vực thi công.